Theo chủ trương của thành phố Hà Nội về việc nâng cao năng lực dạy và học tiếng Anh tại các trường phổ thông, đáp ứng nhu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế trong khu vực và toàn cầu hóa, cuộc thi Olympic tiếng Anh năm 2023-2024 đã quay trở lại dành cho các bạn học sinh lớp 5, lớp 8 và lớp 9 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau gần 20 kỳ thi, Olympic tiếng Anh được đánh giá là cuộc thi theo tiêu chuẩn quốc tế thành công nhất về số lượng và chất lượng thí sinh tham gia. Cuộc thi do Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội và Tổ chức Giáo dục Language Link Academy tổ chức với mong muốn tạo sân chơi đầy thử thách và lý thú để học sinh Hà Nội có cơ hội được giao lưu, gặp gỡ và trau dồi thêm nhiều tri thức mới. Đây là kỳ thi toàn thành phố, có thể nói là duy nhất đánh giá 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Kỳ thi này là một cái kỳ thi, là một cái cơ hội cho giáo dục thủ đô tìm kiếm các em học sinh có tài năng tiếng Anh, cũng như là một phần đóng góp vào cái phong trào dạy tốt, học tốt tiếng Anh, cũng như là giúp giáo dục thủ đô có bước tiến mạnh mẽ hơn nữa và hưởng ứng cái đề án ngoại ngữ của chính phủ. Kỳ thi năm nay thu hút hơn 1.200 thí sinh lứa tuổi trung học cơ sở tham dự vòng sơ khảo với bài thi trắc nghiệm 60 phút đánh giá các kỹ năng đọc hiểu, viết, ngữ pháp và sử dụng từ vựng. Ở vòng thi tiếp theo, 200 thí sinh xuất sắc nhất sẽ tham gia bài thi toàn diện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Với em thì cuộc thi này một phần cũng là để em cọ sát, một phần là để đặt ra những mục tiêu cao hơn cho tương lai. Gần nhất là cấp 3 và sau nữa là đại học. Em thấy thì nó khá là phù hợp cho những bạn nào mà có cơ hội được tiếp xúc với cái kỳ thi này. Và em thấy đối với em thì nó cũng gọi là nó hơn cái trình độ hiện tại của em một tí. Và em thấy là phần nào nó cho em thêm một phần nào kiến thức về tiếng Anh. Sân chơi này cũng là cơ hội để các em được trau dồi, thực hành, chuẩn hóa tiếng Anh và là nền tảng để các em gặt hái được nhiều thành tích cao trên con đường học tập, trong sự nghiệp và trong cuộc sống.